Mình sẽ fix lại luôn các bạn ạ, là sửa luôn, bỏ cái này đi nhé. Dùng nó cũng mất một ít công suất và nó cũng hơi nóng nữa, thay bằng dây rút thần thánh này. Cái loại dây này khỏe lắm các bạn. Rồi, như vậy là xong rồi các bạn ạ. Dùng dây rút này. Thế là như vậy không bị mất công suất này, không nóng chỗ này nữa rồi. Như vậy là xong rồi các bạn ạ. Lần này chắc không cần phải chúc nữa, mình chỉ fix thôi nhé.